Câu trả lời quá kỳ cục.
Tại sao giải thích đi? Tại sao như không làm việc diễn viên cái là gì? Làm ở đợ. Có nhiều ngôi nhà thôi. Cái đó là mình ở không mới về không. Trả lời lộn đúng không? Rồi ok, coi như là bị không. Bị mấy câu rồi các bạn? Sai hai câu rồi đúng không? Rồi để dành thời gian đi tiếp tục câu tiếp theo. Kỷ niệm đáng nhớ nhất lúc còn bé của Phương là gì? Bị xe tải tông. Thiệt đúng hả? Bị xe tải tông mới có nhà Phương hôm nay hả? Kể là cái gì mới được không? Ngồi nhờ con móng, bẻ con móng luôn. Đề nghị tập trung, đề nghị tập trung. Ủa cái lần đó là, lúc đó là Phương bao nhiêu tuổi? Gì hả? Mà tại sao bị xe tải tông? Tại vì nhà Phương ở ngoài đường quốc lộ, ngay phía trước là đường cái á, xe tải rất là nhiều. Mà thì không biết mấy chị mình cho mình sao rồi khi bỏ mấy cái kiếp một cái kìa kiếp kìa hả? Thì đi thường không, 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 không thấy đi đâu hết. Mà quản thấy là người đi cái chất mục tiêu rồi. Thế mà vị trí là nằm ở dưới gầm xe hả? Ừ, bò cho gầm xe bò ra luôn. Thiệt luôn? Ừ, ghê không? Nó nằm ở cái xe tải đó là xe tải bự không? Không biết, không nhớ. Không nhớ. Mà cái nhớ lúc đó mình bị tông xong mình chui vô gầm mình nằm không? Không biết luôn. Không. Ngoài nó có sống không? Mà nhắc Phương là kiểu như là không bị phàn sống không được các bạn. Nhưng mà được cái là ra hang não là không có sống đâu. Giờ bạn mới hiểu đó. Rồi, còn hai câu nữa. Công việc mà Phương yêu thích ngoài công việc nghệ thuật là gì? 3, 2, 1. Công việc cái ngành nghề nào khác mình thích á? Cái gì? Nhân viên gặp chuyên viên làm cái gì? Rồi, câu số 10, hiện tại lái xe chúng ta có bao nhiêu thành viên? Hiện tại bây giờ đây? Ừ. Hơn 100. 3, 2, 1. Các bạn ơi, hơn 100 không ạ? Hơn rồi. Rồi. Tự lắc đầu luôn, không hơn 100. Tự lắc đầu, tự biết là người ta bán vé nó nhờ ở ngoài. Không hơn 100. Nãy giờ là Phương đánh giá tươi cao rồi. Tại khán phòng nó hơi rộng thôi. Rồi, coi như là nãy giờ, sai mấy câu các bạn nhớ không? 5 câu. 5 câu là một số lượng nó khá nhiều nhưng mà sẽ có một hình phạt chung thôi. Và hình phạt mà các bạn dành cho Nabi đó chính là Nabi phải tỏ tình với một người đàn ông. Nhưng không phải người đàn ông ấy. Bớt đi. Tỏ tình với một người đàn ông không phải là người đàn ông ấy. Nhưng mà làm sao để người đàn ông ấy ghen lên, tức lên. Nhưng mà phải là làm ủa vậy đó hả? Đúng rồi. Giờ lựa chọn bất kỳ người đàn ông nào trong khán phòng này trừ anh ấy. Chồng Bảo cũng được. Bảo chỉ buộc bảo hiểm thôi. Càng không? Cái là hình phạt thôi. Phương sẽ đang diễn xuất của Phương thôi. Nó hình phạt phải làm không bị né tránh. Và bây giờ ai sẽ trở thành người đàn ông lọt vào mắt xanh của nhà Phương đây? Dạ, phải tỏ tình hả? Tỏ tình, thể hiện những tình cảm của mình nồng cháy, yêu thương hai đám và có thể là mãi cưới anh luôn. Hả? Ghê vậy. Táo bạo giờ luôn á. Rồi hai ba lựa chọn đi, đừng có nói người ông này. Người đàn ông vậy thì rồi. Vậy thì rồi. Đừng nha. Đừng bậy lắm. Mình đừng có ấu vô đó. Rồi được đi. Hai. Đó mất dạng truyền hình luôn nè. Lựa một người đi. Anh bán giờ u kìa. Đúng rồi, không ngày nào cũng có tình ảnh hết trơn á. Rồi, bây giờ chọn đi. Chọn ảnh đi rồi kêu ở đây nè. Mình trước đàn dân thiên hạ luôn. Giờ u xô biết. Giờ u xô biết. Giờ em lên ha. Dạ. Dạ, em xin mời Thánh giờ u. Thánh giờ u. Hèn chi nhìn cái tướng đi cho được cho u ha. Nãy tới là kêu là chuẩn bị đồ ăn nhiều thì Phương lắm. Đâu? Tí tính em, lên đây đi. Rồi, cưng nha. Cưng nha. Rồi, và hình phạt của chúng ta bắt đầu. Nha đi, nhà Phương. Tỏ tình với người đàn ông ấy. Hãy xem đây một người rất là yêu. Muốn cưới làm chồng. Rồi, 2, 3. Né ra cho diễn nè. 3, 2, 1, action. Ủng hộ nhà con gái không? Diễn đi. Bớt thoại ngoài lệ. Tỏ tình mặt chung người ta, tự nhiên không tôn trọng người ta luôn. Gần lại. Chúng ta đang ở một cái công viên khá vắng vẻ. Hai mẹ đang đối diện nhau. Cô ấy có điều muốn nói. Trời ơi, ông nội ơi. Tôi kêu là ông đóng vai đàn ông.
người ta chuẩn bị đó, chuẩn bị ra tình mẫu là cái ông đứng cái ổn không mình cố gắng làm ông trong vòng vài phút được không? Ok, cố lên cái gì cố lên làm vô luôn hai ba thử vài cộng như thế nào hai ba đó vô rồi đó vô thôi tỏ từ đi rồi hai ba vô đặt xong vào không đùa giỡn thương mỹ xuất giới tính của mình luôn. Đứng đây gồng quá vậy gồng mà bạn không diễn gì hết. Bây giờ ví dụ ngược lại đi, em dám tỏ tình với Phương không? Được không? Ok. Đứng thẳng thường đi, coi người ta diễn nè. Bộ chào bóng tay dành cho sói ca vô uồn chúng ta. Hai ba, từ ta lên em. Cứng rồi. Game này thì các bạn cần đi sân khấu chúng ta 6 người chơi 1, 2, 3 xin mời lên sân khấu thật nhanh 6 người nam nữ cũng được một bạn giải thưởng là gì mới nói cho ta biết trước chứ ok giải thưởng là một con gấu bông rất dễ thương rất giá trị đến từ tay của Nabi rồi một bạn rồi đi em. Lên đi. Sáu bạn. Còn nữ không vậy? Sinh nữ không vậy? Em của Phương đang sinh nữ. Một bạn nữa. Nếu mà không tìm được người trai còn lại thì người trai còn lại là Phương đó. Rồi có luôn. Một cặp hèn đến từ Đà Nẵng đẹp hơn. Rồi, một chỗ tay dành cho 6 bạn của chúng ta các bạn ơi. Ok, và chúng ta sẽ đến với trò chơi rất đơn giản một thôi. Đây là trò chơi đập bóng. Và ở đây chúng ta sẽ có 6 người chia thành 3 đội. Và đầu tiên thì hãy bắt cặp với nhau chia đội trước đi. Rồi, 1, 2, 3, tự chia nè. Ở trò đầu tiên này, Vi sẽ là ban giám khảo. Không được chơi à. 3 đội, mỗi đội 2 người, một cặp đó. Hiểu không? 3 đội, rồi bắt cặp với nhau thôi. Rồi ra đây. Và nhiệm vụ của 3 người chơi chúng ta rất đơn giản. Sẽ có lần lượt rất là nhiều chiếc bong bóng có màu trắng, và màu hồng, màu đỏ ở đây truyền cho 3 cặp chơi của chúng ta. Nhiệm vụ của các bạn đó chính là trong khoảng thời gian 2 phút, các bạn phải cùng nhau
làm cái đó để cho bóng bể càng nhanh càng nhiều càng tốt, và đặc biệt có thể dùng tất cả các bộ phận trên cơ thể của mình. Alo, trừ những bộ phận như là tay không được dùng răng cắn, không được dùng ngón tay bấm, không được dùng bàn chân để đạp, còn lại trên cơ thể có bao nhiêu đồ xào hết đi. Ok rồi, và xin mời bộ phận kỹ thuật vào vị trí duyên bóng cho ba cặp chơi của chúng ta nè. Tự thổi cho làm đỡ luôn hả? Không vậy nè, bóng bóng dưới chân quá trời luôn nè, khỏi thổi luôn. Vậy mà nãy chơi là chuẩn bị bóng bóng trước rồi. Đây đây, bóng bóng dưới chân quá trời luôn nè. Từng khỏi thì mất thời gian đó em ơi. Đúng rồi. Ok, em lên, giờ lên thấu 3 người đi, để phụ chi bóng bóng cho 3 đội nha. Rồi xin mời ba bạn sân khấu giúp bảo nha. Rồi bảo đứng chịu lên nhất trong đội cho. Rồi nhớ nha, dùng tất cả các bộ phận trên cơ thể trừ móng tay, trừ bàn chân, không được lấy chân đạp, không được dùng răng cắn. Hãy ấn, hãy bóp, hãy nhồi, hãy nhét vào sau đó để có bóng khỏe thì thôi. Rồi rồi, và ba thành viên phát bóng đến bóng cho bảo luôn nhé. Và các bạn ơi, các bạn thử xem coi ai chân gian nha. Phương xuống đây, Phương quan sát các bạn nè. Phương là ban giám khảo mà tự chấm điểm luôn. Rồi, không có cái này thì có ba chỉnh nhạc đâu. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi, không chưa, sẵn sàng chưa nào? Ở đây có thu hút không? Cứng bị dễ bể. Bây giờ chia cho mỗi đội khoảng 6 đến 7 trong bóng đi. Ai làm không hết là đội nó thắng thôi. 12 phút thì hơi dài. Để dưới đất á, để dưới đất á, tới dưới lượt mình làm từng trái thôi. Rồi xong chưa, sẵn sàng chưa nè. Mỗi đội bảy quả bóng nha. Trời ơi, không có ai chỉnh nhạc hết, buồn để sợ. Chỉnh nhạc không? Bảo. Hả? Không chỉ. Không, làm nhạc nền để chơi trò chơi nè, không có ai chỉnh thanh hết. Học âm hồi nãy học âm chỉnh mà giờ mọi người không có rồi, kệ đi. Đâu rồi, không có chỉnh. Rồi, các bạn lên phụ học âm đi. Sang phụ nhé, sang phụ truyền bóng nhé. Rồi, chuẩn bị nha. Kịp không, không kịp nhạc thôi, mình chơi không luôn. Rồi chuẩn bị nha. Các bạn ơi, mọi chồng có thể lớn cho các bạn được chơi chúng ta các bạn ơi. Ok, các bạn đoán thử coi cặp đôi nào sẽ là cặp đôi làm bể bóng nhiều và chăm nhất nha. Tôi là tôi bắt cặp áo cam. Tôi là áo cam đó. Nhìn rất là chất, ba đồng nhìn rất là chất, rất là chuẩn, rất là phù hợp để đập bóng. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Bước thêm lại. Mầm vô. Kinh nghiệm nè, tìm những cái bóng thật là căng. Dùng bóng ba cho mình đánh mạnh vào nhau. Trời ơi, cái gì mà rơm, quá trời rơm vậy. Trời ơi, mở nhạc chung quá ha. Trời ơi, mở nhạc chung quá ha. Lấy đầu gối đi. Chú là nhỏ á. Đầu gối như vậy kết hợp với nhau không được chơi một mình. Đi hát những điều hầm. Không được chơi một mình.
hai bạn phải phối hợp với nhau, hai bạn phải phối hợp với nhau. Trời ơi, trời ơi. Mấy cái đó, trời ơi, còn hết trời trời ơi. Trời ơi, bò luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi, bà đẳng ơi, bà đẳng. Trời ơi, cái này nó tự phẩm. Trời ơi, bà đồ nói vậy. 3 3 2 1 hết giờ. Em nhập cái nhà anh luôn đi. Đây là bóng bóng mà quăng tóc cái con. Không ngờ luôn cái trời đó sao mà không tin được luôn á. Các bạn ơi, nãy giờ có thấy là chưa biết đội nào chiến thắng, nhưng có thấy được một thành viên rất nổi bật của chúng ta, đó chính là bạn đến từ Đà Nẵng, Tập Cam Vàng. Sao em ổn không? Trong đây còn hết rồi hả? Sao vậy? Có thời gian mình thả thân, mình bất chấp cơ thể luôn vậy? Vui. Vui không? Rồi, và Nhã Phương ơi, nãy giờ Nhã Phương quan sát thì thấy đội nào là đội chiến thắng nè? Loạn rồi. Đây có hai đội nha, hai đội nhiều lắm này, nhưng mà không thu đến một số lượng. Đây đội giữa cái đội này đó, đội giữa cái đội này có ai nhảy không ta? Cái đội đầu tiên á, mà bên đây là bao nhiêu trái? Nhiều lắm nè, bên này 7 trái và hết sớm nhất, còn bên đây cũng 7 luôn, nhưng mà vì tinh thần đồng đội quá kém để bạn mình tự đập không à, phá hủy cái đầu ghế của nó. Ủa cứ mà đập được sao vậy? Rồi bây giờ kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ cho Nhã Phương lựa chọn. 2, 3, lựa đi. Nếu vậy thì cái đội mà xong trước nhất thì sẽ thắng. Đội xong nhất, xong trước nhất là đội thắng. Đó nhanh, nhanh là... nhất, nhanh nhất đúng không? Đội giữa. Đội ở giữa, một cái tay dành cho hai con gái ở giữa của chúng ta. Rồi, giới thiệu chút xíu cho mình cho nè. Chào Giang. Chào Giang, ý từ đâu? Thủ Thọ. Sống ở Sài Gòn. Con cậu. Là ở Sài Gòn hay là ở Mỹ Tho? Rồi, hai bạn ở Sài Gòn hết, nhưng mà xa quê. Mọi chỗ đây dành cho 6 người bạn của chúng ta luôn được mà. Và ai cũng có quà hết, đừng có buồn. Và đội thắng cuộc sẽ nhận được một cái quà nó giá trị hơn, ý nghĩa nhất. Đó chính là một con gấu bông. Hai con gấu bông hay một con? Hai cây son từ son ra bên. À, trời ơi, chúng ta có nhà tài sản. Quà nha. Yeah. Sao giờ mình giới thiệu luôn nè, marketing của sản phẩm của nhà bán luôn nè. Đi sau đèn lợi hại lắm. Sao lợi hại lắm? Tốt cũng đẹp. Yeah. Thường bạn không đang bị mắt chỉ cần bánh son là cái tương liền mà. Là cái mặt nó nát cỡ nào thì nát, mình cái bánh son là cái mặt nó đẹp đi. Không, cái tương son liền đó, hiểu không? Không thể tin được luôn á. Đó, son thì mình lắm. Rồi, và còn 4 bạn còn lại thì sao? 4 bạn còn lại sẽ nhận được mỗi bạn một cái móc khóa có hình của Nabi. Đi xe máy nhớ tới đi. Trời ơi, vậy mà nãy tôi nghe trong kịch bản là có gấu bông đồ. Em đổi lại hết thì thằng đây, gửi thằng em. Rồi, một lần nữa. Dòng dấu tay dành cho ba đội chơi của chúng ta nè. Ok, chụp hình đi, chụp hình với nhau tắm đi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, cảm ơn các em nhé. Trời ơi, có nhà tài trợ son luôn. Rồi, và vừa rồi là một mini game. Và bây giờ thì chúng ta đến với cái phần mà các bạn Nabi rất là mong muốn đến phần này. Tại vì đến phần này thì mình trò chuyện với Nabi rất là nhiều. Có rất là nhiều câu hỏi mà muốn hỏi Nabi từ trước tới giờ rồi, mà kiểu không có cơ hội hỏi được tiếp. Các bạn đã làm một cái thùng bí mật. Và cái thùng này chứa đựng rất nhiều tình cảm của các bạn Nabi. Và hôm nay thì Nabi sẽ hứa là trả lời thật với mọi người, chia sẻ những cái mà các bạn thắc mắc nhé. Ok. Rồi. Có câu hỏi nào cho bạn không? Không, bạn hỏi thẳng này luôn chứ đừng ghi giấy thì tờ ok. Và Nhã Phương sẽ bóc 5 câu hỏi nhé, lần lượt trả lời 5 câu. Ok. Câu hỏi này có thứ tự là 66, có 2 câu. Phim chị sắp bóng cặp lại với anh Canteo là phim gì ạ? Và câu thứ hai đó chính là khi nào chị và anh Giang sẽ cưới?
mà. Hai câu luôn à. Sao cay á hả? Mình hỏi hết hai người đàn ông luôn. Vâng, trả lời từng câu nào. À, câu đầu tiên là sắp tới thì chị không có đóng cái phim này phim quảng cáo hết, nhưng mà hai đứa mới làm chung một cái viral quảng cáo nhỏ mà rất là dễ thương, và cũng được phát sóng trong đợt tới thì mọi người sẽ thích cái quảng cáo đó. Rồi, câu đó coi như là xong nha. Không có tên khỏi được cái tờ bánh tay đồ. Chúng ta chuẩn bị những câu của mọi người đang rất là chờ đợi. Khi nào cưới? Khi nào về một nhà mà? Mà cũng căng quá. Cũng căng quá. Nghe đồ người là ngày 15 tháng 5 này. Nghe đồ là gì? Tất cưới của mọi người nghe đồ là sao? Nói về cái việc đám cưới. Ok, hình như là Phương có nói xạo hay gì mà sao điện nó có bị chập chờn á. Đó là việc mà 25 tháng 5 này á. Chị Thu, đúng không đó? Ủa, thì chị đám cưới mình đi hỏi chị Thu rồi đó. À không, chị chỉ là quyết định ra cái này nào. Và đám cưới của nhà Phương là không cần quyết định của cha, của mẹ, chỉ cần quyết định của chị Thu thôi. Ừ, đúng rồi, đơn giản lắm, đơn giản lắm. Thì không. Các bạn ơi, các bạn tin không ạ? Trả lời sao mà không ai tin. Thì mà 25 tháng 5 này cái mỹ nhân thiên không sẽ ra, cho nên là cái đám cưới linh linh rất là đẹp trong đó, cho nên là mọi người nhớ ủng hộ đi nha. Rồi ok, các bạn ai làm cũng cho trả lời đi chứ. Rồi trả lời lại. Có đám cưới, hỏi đàng hoàng mà hỏi chừng nào đám cưới anh Giang thì nói là 25 tháng 5 này đám cưới. Đám cưới ở đâu bật mí đi. Để cho các bạn nhìn theo dõi cái đám cưới đó thì các bạn phải mỹ nhân xuyên không mở lên là cái đám cưới. À, đám cưới này có cần phải đi phong bì không? À, đi bây giờ luôn cũng được. Đi bây giờ luôn cũng được. Rồi sau cái màn mà chúc mừng sinh nhật ngày hôm nay xong là gì? Đám cưới sẽ bắt đầu nhận tiền mừng. Rồi bây giờ đến câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này có số thứ tự là số 23. Khi quay phim từ trước đến giờ, kỷ niệm của bộ phim nào mà khiến Bi đáng nhớ nhất, vì sao? Kỷ niệm vô bụng cửa hả? Vô bụng được, nhớ nhất. Nhớ nhất tới giờ chắc là trong bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Có một cái cảnh quay ở ngoài đời thì cái cảnh quay nó cũng chỉ đụng xe, con phim nó đụng xe giả thôi. Nhưng mà ở ngoài đời thì đụng xe thiệt. Cho nên là bị như đoàn phim phải nghỉ một thời gian. Với lại nữa là mỗi lần mình đi quay là phải xịt cái thuốc của cầu thủ Đắc Anh á, xịt vô chân để cho Phương có thể đi lại được bình thường, xong rồi cái quay. Cái đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Và quan trọng á, có hỏi thêm cái bế đó, chứ là vì sao đáng nhớ? Thì một phần là cũng đau chắc chắn là có rồi, nhưng mà đúng cảm giác giống như là lần đó mọi người thực sự rất là lo lắng và thương á. Mình thấy xúc động. Đấy là nó cũng thực sự cái cảm giác là không nghĩ là mình bị đụng thiệt. Nên là nó rất là bất ngờ. Và một phần nữa là mình nhỏ bị rồi đó mà không nhớ cảm giác. Bây giờ lớn hơn bị lần nữa mình nhớ rõ. Thế như là sau cái phần này mình nhớ rút kinh nghiệm, đang mà đừng để ý xe cộ chút xíu nha. Thì nhỏ giờ như là có duyên với xe cộ lắm á. Rồi ok, và đó là cái câu hỏi thứ hai. Rồi bây giờ chúng ta đến với đáp câu hỏi thứ ba. Số thứ tự con 4. Chị thích và ấn tượng anh Trường Giang ở những điểm nào nhất à? Đó, cái này nói thiệt nha, không phải là có người ta ngồi bên cạnh có hơi sợ né né thì nha. Sợ. Ok, sợ không? Không sợ đúng không? Rồi hai bạn nói thẳng nè, nói thật nè. Thích dẫn tụng nhất hả? Dữ liễu luôn hả? À, mới trả lời câu thấy ghét rồi. Hỏi chuyện thích nổi buồn nhất luôn. Không tin luôn á. Nghe người ta nói nè, mày là những cái câu thật. Các sư Trường Giang trả lời chúng ta. Được ha, được cái anh nuôi con khéo kìa. Tự phản luôn. Rồi, sao? Tự nói đi chứ. Thích nhất là, sau kỳ vậy còn thích nó ấn tượng luôn vậy, không có cái nào ghét đi. Thích mà.
thích thì cái gì cũng biết rồi, thích thì cái gì cũng biết rồi. Trước á, khi mà mình còn nhỏ mình có những cái suy nghĩ rằng
có những cái ý nghĩa là mình hận mẹ mình. Tại vì á, thực sự đối với một người con mà nói chỉ hận mẹ thì nó rất là nặng nề. Cô lúc đó thì cô đã thấy như thế nào ạ? Còn đến tới bây giờ thì con mình lớn là chịu thành thật. Hôm nay thì ngày của mẹ luôn. Nhã Phương đã rất là can đảm cũng như là chia sẻ thật cái nỗi lòng của mình cho mẹ. Thì bây giờ cô còn buồn về việc đó không ạ? Bây giờ Thương hãy nhớ là luôn luôn thể hiện tình cảm với mẹ mình nhiều hơn nữa, không những là mình chấp xíu. Đi con đường nó đi. Ôi quá.
lại mình đừng có đọc nè. Số thứ tự 30. Trong con đường sự nghiệp cũng như tình cảm của chị từ đó tới giờ đã gặp rất nhiều khó khăn. Cho em hỏi là đâu là nguồn động lực lớn nhất để chị có thể vượt qua mọi khó khăn đó ạ? Và nhờ giữ được tình cảm bình vững và trải qua bao nhiêu sóng gió để được thành công như ngày hôm nay. Game này đặc biệt luôn, chị Nabi sẽ chơi với mọi người. Đó.
được sử dụng son Nabi trong vòng 3 năm. Rồi như bà nói. Rồi. Đó thì phần thưởng của cái mini game đó chính là ai được giải nhất trong game này được sử dụng son Nabi trong vòng 3 năm miễn phí. Chỉ là ba đội, mỗi đội cũng là một cặp chơi nha. Và phải có một cặp chơi, tức là đồng đội của chị Nabi. Các bạn ơi, nghệ sĩ Trần Giang vừa thông báo là ngoài được sử dụng con Nabi trong vòng 3 năm miễn phí, cái đó là bên phần anh, đó là bên phần chị Nhã Phương, còn bên phần Tiền Giang là tài trợ 3 chiếc iPhone 7 màu đỏ. Thấy tiền người này con mang giày đỏ để lấy iPhone đỏ. Nhớ nha, người con mang giày đỏ nha. Không phải cô gái mang giày đỏ đâu nha. À, bên đây là các son, bên kia có điện thoại. Rồi, rồi có một cặp, ủa sao có một mình anh chị không chơi hả? Lên luôn cặp chứ. Đây, được một nữ kia. Thì như kiểu chuyện nữ nè. Thôi vậy các bạn, không muốn chơi hả? Lên đi. Ok. Rồi, chúng ta đủ rồi, 6 người chơi. Và xin ekip chương trình chuẩn bị một đoạn nhạc. Đoạn nhạc thực sự thực sự thú vị nha. Để cứ quăng ra cái bon đấy. Quăng cái bon, quăng cái mi mặt luôn á ân. Nha. Thôi, mở nhạc vui thì biết được kìa. Dạ, kém thì dễ lắm. Và đầu tiên thì chúng ta hãy chia đội ra trước đi. Mỗi đội là một cặp. Được. Anh Thiến sáng thì đúng không? Rồi các bạn tự bắt cặp với nhau đi. Giờ các bạn muốn trở thành thành viên trong đội của chị Nabi không? Muốn đúng không? Rồi cái gì có nhiều, có 3 bạn fan ở đây. 3 bạn chuyển xong làm sau đó. Ai thắng đầu tiên được vô đội của chị Nabi. Thằng 3, thử nè. Tay trắng cái đèn trước đi. 1, 2, 3. Rồi. Chuẩn bị mi đi, rồi. Ổn không ạ? Chị ổn không ạ chị ơi? Chị Nhã. Chicken Bang. Dạ, dạ. Mai ạ. Có gì quảng cáo nữa. Rồi, ok, ổn đúng không anh? Dạ, xin em thôi mà. Chơi chị. Chị em bàn gì nhau cùng tóc thôi. Và cái lần chơi chúng ta rất là dễ. Sẽ có 3 đội chơi. Và trong vòng 1 phút nhiệm vụ của mỗi đội chính là một thành viên sẽ là người mẫu tóc, thành viên còn lại sẽ là người tạo mẫu tóc. Và trong vòng 1 phút là ai cột được nhiều cột tóc trên đầu hơn người sẽ đội chiến thắng. Em nghĩ là anh rất là nhiều tóc để là mẫu tóc. Cột nhiều chỗ trên đầu muốn chọn chỗ nào chọn nha. 1 phút ai cột được nhiều cột tóc hơn đó là đội chiến thắng. Rất là đơn giản, các bạn hiểu luật chơi chứ ạ. Rồi bây giờ Nhã Phương với bạn, ai sẽ là mẫu tóc, ai sẽ là nhà tạo mẫu tóc. Cột sao cũng được, miễn là nó dính trên tóc và nó không rớt xuống. Ok. Không cần phải kiểu cắt đâu, càng nhiều cột tóc càng tốt. Rồi bây giờ cặp của Nhã Phương. Chị cột em đi. Bên đây ai cột ai nè. Anh được cái làm model nha. Rồi, hai đứa em. Mình tóc là biết rồi. Em sẽ là model, và bây giờ Dĩ Thu cột tóc. Nhiều Dĩ Thu nhất.
cột được bao nhiêu cái cột tóc trên đầu người thắng, càng nhiều càng thắng. Cột còn còn các vị trí khác nhau nha, không còn chung một lọn tóc mà nhiều sợi thôi nha. Đúng rồi, nhiều lọn tóc khác nhau. Để nha. Đồng hồ bấm 1 phút nha. Có nhạc không? Rồi chuẩn bị nha. Các bạn ơi, một trọng có tay nhạc cho ba được chưa đứng ra. Dạ, phải thấy vui vậy đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Để đóng đầu luôn xuống luôn rồi. Một cái dừa, một cái hai cái dừa. Không tắt quá. Không cần đẹp đâu. Không cần họ được rồi. Trời ơi, bên đây tóc nhiều quá nè. Còn cái dừa thì hết tóc để còn đó nha. Trời ơi, nhấn lại luôn rồi. Trời ơi, đảm bảo vệ sinh nha, không ngậm còn mưa nha. Trời ơi, ngậm luôn rồi kìa. Cái đầu tóc mà nó còn xúc keo nữa. Còn từ hết tóc rồi không? Hết chưa, dừng lại. Anh không ngờ luôn á, thì nhà Phương làm chân đẹp hơn bất ngờ. Một cái rồng rầu lên, sồng rầu lên. Hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, bảy cái, tám cái, chín cái, mười cái. Đúng, đúng. Một tay dành cho đội Giả Phương. Mười cái, đội này từ từ đi. Đứng cho mọi người ngắm đi nha. Đây, một đội, đội là đội hỗn loạn nè. Đội này má chấm được im vệ sinh, nó không được ổn lắm. Ngầm như không cho miệng, bắn bạc bạc. Vừa cơm bóc, vừa xin keo. Hai cặp, chuẩn bị đếm nè. Đếm trước nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời ơi, giống đây nè. 11, 12, muốn tao bắt tay. Nhanh, cái đội bên trái luôn nè. Wow. Chào mọi người đi em. Nè, sao một dòng một người ngắm nào. Wow. Cái đầu trồng dừa. Đầu tiên là phải trang nhà tạo tóc rất đều tay. Nhà tạo tóc có thể là mình nói về cái chủ đề của chủ đề ý tưởng cái gì là cầm xét của cái bộ tóc này không? Rất chi là thích uống nước dừa. Em có phải là quê Bến Tre không? Em quê Bến Tre nhưng mà rất thích uống nước dừa. Còn người nước quá con. Rồi, mà chúng ta đếm thử coi có bao nhiêu cây dừa nhé. Phần thẩm mỹ là chuẩn rồi đó. Em xin đếm thì hót lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cây dừa các bạn ơi. Vỗ tay cái đội cây dừa. Nhưng mà giờ sau này giờ Nabi muốn các bạn chấm điểm hay là Nabi chấm điểm? Các bạn nhớ đúng không? Nabi là người chơi mà hỏi cho vui thôi. Rồi, và bây giờ chúng ta có bên đây vệ sinh không ổn lắm, thẩm mỹ thấp, từ từ ra phân tích từng yếu tố vệ sinh không ổn lắm, ngoại hình thì cũng được thôi, cái kỳ và số lượng đang đứng nhất đó. Và bên đây thẩm mỹ đỉnh của đỉnh, thẩm mỹ đỉnh, vệ sinh không vun phải. Bên đây coi như là thua rồi đó. Giờ xấu mà giờ ít nè. Không thể tin được là Nabi không bao giờ cột tóc được cho bạn ơi. Và bây giờ, các bạn ơi, đội chiến thắng sẽ là đội nào ạ? Ai bầu chọn đội thứ nhất? Ai bầu chọn đội thứ hai? Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ có 3 phần quà dành cho 3 đội luôn. Dạ, cảm ơn các bạn rất nhiều, thân thiện chào tất. Và phần quà này... Hả? Phần quà là cái gì em? Vâng, và điện thoại iPhone 7 chưa tới kịp. Còn son thì chúng ta ký giấy tờ với chị Nabi sau. Và bây giờ coi như là giải nhất dành cho hai cô bé đã có số lượng cột tóc nhanh nhất trong vòng 1 phút được không ạ? Mời chồng có tay dành cho giải nhất đi chúng ta. Đây, hai cây son. Cảm ơn hai hộp son, có rất nhiều cái son với chồng. Và bây giờ
phần quà kinh điển gửi anh. Dạ, móc khóa. Nabi có lấy không hay là Nabi tặng ai? Rồi ok, mời cho tay về cho ba để chơi được không ạ? Rồi chụp hình nè, đứng công này chụp hình nhé. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi thì chúng ta đã trò chuyện rất là nhiều, các bạn cũng đã nghe được những điều mà các bạn thắc mắc về Phương sau một khoảng thời gian là gắn bó với Nabi rất là lâu và luôn luôn tình cảm rất là nhiều. Và các bạn rất là mong muốn gặp anh Tiền Giang ngay tại sân khấu của chúng ta. Và bây giờ sẽ cùng chia sẻ chút xíu, trò chuyện chút xíu. Bây giờ đơn giản thôi nha, bây giờ mình hát hết vui vấn đề đi. Để chưa ai hát hết vui vấn đề hết chưa? Thế những con ta mà tội họ. Giờ hát nha. Các bạn ơi, sẵn sàng chuẩn bị hát không bên đây nha. Sao không có chung gì hết trơn vậy trời? Có nhạc không? Có nhạc không? Mở nhạc đi, mở nhạc đi. Thấy ai tặng quà chưa? Hả? Chuẩn bị tặng quà hả? Hả? Ừ. Rồi, ladies and gentlemen, welcome to Nabi birthday. Bây giờ sẽ là hát cái buổi sinh nhật xong, sau đó thủ tục nhận quà vô cùng đơn giản, ai lên đưa lấy thôi. Hôm nay cày không? Có nên cày không? Có nên cày không? Ừ, nên cày đi con. Có cái thằng già ngồi dưới kìa, mày nó kêu, nó chửi cái lùm đó. Mấy đứa đi vậy? Thì bù qua xếp lại, đi với anh không bao giờ có tiền vé mà đi với chị đi mới có tiền vé, tại người ta đẹp. Google chứng nhận mà. Bớt chi biết lại. Đó, chủ nhiệm trái cây đó. Nhà bán trái cây nhiều gì? Anh Giang ơi, các tình yêu trong gia đình Nabi thì nói là chắc chắn là sẽ hát Happy Birthday để tặng cho Nha Phương ngày hôm nay rồi. Nhưng anh phải có một ca khúc dành tặng riêng cho Nha Phương trước đã, bây giờ một món quà chào đầu trước khi chúng ta hát Happy Birthday chứ. Rồi bây giờ hát đi. Bây giờ ở đây mà hát là chết quớt, ở đây cái loa này chỉ nói hồn như hai em hát. Cái nhạc tôi mà để cái bể cái loa này luôn. Thôi, hát hò cái gì? Ở nhà hát cả ngày, chửi lồn cả ngày rồi. Ngày hôm nay là ngày, nó thì chưa tới phải sinh nhật, nhưng mà các bạn FC yêu thương và quý mến chị Bin nên mình làm một cái sinh nhật nho nhỏ ở đây để gặp gỡ các chị em trong FC cho nó vui. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều, bởi vì cái tình cảm nghệ sĩ ai muốn có thì không phải là đơn giản được. Vì hiện tại thì rất nhiều vấn đề xảy ra, nhưng mà được các bạn vẫn còn yêu thương bên cạnh, đó là cái niềm hạnh phúc của nghệ sĩ. Và anh Giang cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều, thầy cho chị Vi cảm ơn rất là nhiều, và hy vọng sắp tới có những cái sản phẩm và thời gian sắp tới sẽ có những kế hoạch nó rất là rõ ràng và nó mang lại cái niềm vui cho các bạn. Thì các bạn hãy đón nhận một cách thoải mái nhất, không có cần suy nghĩ gì hết, bởi vì nghệ sĩ cuối cùng thì vẫn là mang niềm vui tới cho khán giả mà thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi giờ sao không, để các bạn hát sau thì các bạn có một cái kế hoạch rồi, mình đừng có để cái kế hoạch đó thành ông nó mát, tại vì hát nhiều rồi. Còn đối với Bi mình nói thì cũng là một nghệ sĩ mà không có dính tới showbiz gì, chỉ đi biết đi làm đám đầu thôi chứ cũng không biết gì nhiều, nhưng mà cũng từ đó là đủ rồi. Đối với chúng ta thì đôi khi mình hạnh phúc vì công việc và gia đình cũng là đủ rồi, chứ không cần phải được cũng theo một nào mà cũng được muốn hát. Và ngày hôm nay là một buổi rất là ấm cúng, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là một tiết mục gì đó, tặng quà gì đó đi. Tặng quà chưa các bạn? Rồi, em xin được gian lên con. Kẹt này lớn lắm. Cái nào ba cũng làm chút sữa chứ. Nhà này dựa trái cây mà. Ờ, có à, có tặng hai kỳ gian lên. Có mặt mặt những cái xoài đi rồi. Nè, có mặt nó có.
Dạ nó bán một cái mùa mà. Chúng ta đi hết. Do chúng tôi xin chào đón đoàn đại biểu đến từ Family Kiều Giang. Đây là Võ Hồng. Xin cảm ơn cô Đào Thị Bảy và chị Theo. Xin mời cô Lý Thị Nguyệt đến. Lý Thị Nguyệt với bó hoa tươi tắm, bó hồng màu vàng đến từ thành phố Chợ Lái Công Tùm. Xin mời bé Trần Thị Liễu. Ai ra để chúc một câu gì đó chứ, tặng quà không chúc gì chơi vậy. Dạ tới đây cô Bằng Thị Tống.
chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!